tác phẩm Trường Sinh của Phong Ngự Kiều Thu, chuyện do nhóm đạo hữu ở Facebook góc truyện biên soạn. Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em. Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh chương 42. Táng tận thiên lương. Thấy tên Diêm Mạp nhận ra Điền cô nương là thân nữ nhi, Trường Sinh cùng Điền gia chúng nhân vong hồn đại mạo, thẩm nghĩ không xong. Không chờ chúng nhân phục hồi lại tinh thần, diêm ép đã tóm lấy tóc của điền cô nương bắt đầu hướng về bên ngoài kéo lấy đi bồi đại gia chơi đùa mắt thấy nữ nhi sắp bị chịu nhục điền lão hán vợ chồng đồng thời quỳ xuống đất khẩn cầu hảo hán xin thương xót nàng còn nhỏ ngài tạm thời tha nàng ha ha không nhỏ à diêm ép cản rỡ dâm tiếu ở thời điểm điền lão hán vợ chồng quỳ xuống đất khẩn cầu trường sinh cũng chạy tới cửa Hướng ba người đang đứng ngoài cửa Thật sâu chắp tay thi lễ Mấy vị cái bang anh hùng Kính xin dơ cao đánh khẽ Tha cho nàng tính mạng Ha ha chúng ta chỉ cùng nàng chơi đùa Lại không đả thương nàng tính mệnh Một cái chọc đầu hán tử Mặt mũi tràn đầy cười xấu Hai người khác mặc dù hơi lớn tuổi Nhưng cũng không tâm tồn từ bi Cũng không để ý tới trường sinh Chỉ là có chút hăng hái Quan sát điền cô nương Điền lão hán vợ chồng cầm lấy vạt áo của tên diêm mép không thả. Tên diêm mép mấy phen tránh vung cũng không được. Vạt áo ngược lại bị kéo xuống một mảnh. Trong lòng khí nộ, nhấc chân lên, đem điền lão hán đập ngã. Còn dám om sòm, tất cả đều giết. Điền đại thẩm quan tâm nữ nhi cũng không buông tay, cầm lấy vạt áo tên diêm mép, đau khổ cầu khẩn. Mà đứa bé trai kia cũng chạy lên tiến đến ôm lấy chân trái của tên diêm mép. Tên diêm mép không được tự do, khi cấp bại phôi Mạnh rút đao tiến đến Hướng phía Điền Đại Thẩm chạm xuống Trường sinh lúc này Đang khẩn cầu mấy người ngoài cửa Ngăn cản Diêm Mép Mắt thấy tên Diêm Mép rút đao Vội vàng hô lớn ngăn cản Nhưng không đợi hắn la hét lên tiếng Thanh trường đao soáng loáng Đã chém trúng vào cổ của Điền Đại Thẩm Điền Đại Thẩm thanh âm kêu đau Cũng không kịp phát ra Liền nghiêng lệch ngã xuống đất Cái cổ bị chém đứt hơn phân nửa Máu chảy ra như tưới. Lập tức toi mạng. Mắt thấy bạn già chết thảm tại chỗ. Điền Lão Hán tức giận đỏ mắt. Tiện tay từ trên mặt đất cầm lên nửa khối gạch vôi. Vừa khóc vừa hô hào phóng tới chỗ Diêm Mép. Ác tặc trời đánh. Ta cùng người liều mạng. Điền Lão Hán tuy là nghĩ cùng Diêm Mép đồng quy vô tận. Nhưng tên Diêm Mép cũng không cho hắn cơ hội. Không đợi hắn vọt tới phụ cận. Liền cầm đao chém trước. Kèm theo thanh âm vải bị xé rách Trường đao trực tiếp Xuyên ngực mà qua Điền lão hán bản thân bị trọng thương Tiết khí thoát lực Nửa cục gạch mặc dù đã nâng lên trong tay Nhưng lại vô lực nện xuống Lão bất tử Tên dế mép rút ra trường đao Giữ tợn trời rùa Sau khi trường đao rút ra Điền lão hán trước ngực Phía sau lưng tức thì bị máu tươi nhuộm đỏ Người lắc lư Lào đảo ngã xuống đất mắt thấy cha mẹ chết thảm trước mắt điền cô nương vô cùng khiếp sợ tim đập nhanh hoảng sợ liền khóc hô cũng không phát ra đờ đẫn ngã xuống mặt đất đứa bé trai kia mặc dù chỉ có 7-8 tuổi cuối cùng cũng chỉ là một tên nam hài cha mẹ chết thảm làm cho hắn tức giận thét lên trong lòng thống hận nghiêng đầu mở miệng hướng về chân trái của tên dê mép hung hăng cắn dê mép bị đau nhếch miệng chửi rủa vung đao Gặp tình hình này Trường sinh liều lĩnh vọt tới Quát con lưu lại có ích Ngoài cửa có người nói chuyện Nghe được người kia nói chuyện Tên diêm mép lúc này mới không chém xuống Trường sinh thừa cơ Ôm lấy đứa bé trai kia Đem hắn từ bên cạnh người diêm mép Kéo ra Mắt thấy trường sinh lại dám chạy tới cướp người Tên diêm mép khinh thường phản cảm Đột nhiên nhấc chân Đạp lấy một cái Một cước này suýt trước nữa đem trường sinh đạt muốn sặc khí. Nhưng hắn bất chấp ho khan thở dốc, ôm thật chặt Nam Hải, đưa đến góc tường. Tên dê mép cúi đầu, nhìn thương thế trên đùi, xác định không có trở ngại, lại hướng góc tường hai người nhổ mấy bãi nước bọt. Sau đó níu lấy tóc điền cô nương, lôi ra tây xương. Được bé trai kia thấy tên dê mép kéo đi điền cô nương, bản năng nghĩ muốn đuổi theo, lại bị trường sinh ôm lấy. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể gào khóc, khóc hô Kêu gọi tỉ tỉ Hét lên những tiếng tê tâm liệt phế Khóc tới ruột gan đứt từng khúc Trường sinh ôm thật chặt Nam Hải Hắn cùng với Điền Lão Hán Một nhà đồng hành nhiều ngày Sớm chiều ở chung Đã có nhiều thân cận Lúc này bọn họ gặp tay bay vạ gió Họa sát thân Trong lòng của hắn cũng vô cùng phẫn nộ Hận không thể xông lên Chém giết bọn chúng mới tốt Nhưng hắn không biết võ công Tiện nỗ, cũng không mang theo người Căn bản không phải là đối thủ Của mấy tên ác nhân này Tây xương cửa phòng còn không có hư hao Tên riêng mép kéo lấy điền cô nương Ra khỏi tây xương Trở tay đóng lại cửa phòng Cũng ở bên ngoài Cài lên chốt Đem hai người nhốt ở trong phòng Đứa bé trai kia cố hết sức dễ dụa Không thể tránh thoát trường sinh ôm chói Nóng lòng phát cuồng Hướng về cánh tay trường sinh cắn lấy Trường sinh cánh tay đau đớn Nhưng cũng không rụt lại Giờ khắc này, tim hắn như bị đau cắt Chỉ cảm giác mình hèn nhát vô năng Chờ mắt nhìn đến lão hán vợ chồng Chết dưới đau của ác nhân Mà cái gì cũng không làm được Nam hài ở trong phòng khóc hô Khiến cho tên Diêm mép tâm phiền Nhóc con kia gào khóc thảm thiết Rất là phiền lòng Lưu hắn lại làm cái gì <laughs> Dùng thải sinh chết cát chi thuật Đoạn đi tay chân Mang đến phố xá náo nhiệt ăn xin Có thể được không ít tiền bạc có người trả lời Người kia thải sinh chiết cát chi thuật Cũng không tinh thông lắm 10 tên thì không sống nổi một chung quy cũng uổng phí thời gian Tên dế mép nói ra Người kia cười cười cũng không nói gì Sau đó liền nghe được tiếng bước chân Hướng mặt phía bắc chính phòng đi Nam Hải đã khóc vài tiếng Liền không khóc nữa Không phải là hắn nhịn được Mà là thương tâm quá độ Hôn mê bất tỉnh Điền lão hán Mặc dù bị thương gần chết nhưng chưa từng lập tức tắt thở. Dãy ruộng muốn nói điều gì. thấy vậy, trường sinh vội vàng buông ra Nam Hải, bỏ qua chỗ đem Điền Lão Hán vị ngồi trong lòng. Điền Lão Hán thương tại phế phủ, không chỉ vết thương đổ máu, miệng mũi chỗ nào cũng có máu tươi tràn ra. Đã không thể mở miệng lên tiếng, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, đưa tay chỉ về hướng góc tường Nam Hải. Cục lúc đó, ngẩng mặt lên, nhìn về phía trường sinh. Trường sinh đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, gấp gáp nói Người yên tâm Ta nhất định bảo vệ hắn chu toàn Con gái của ngươi Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu viện Trường sinh rất may mắn Bản thân nói kịp thời Hắn vừa dứt lời Điền lão hán liền nghiêng đầu tắt thở Thấy điền lão hán tắt thở Trường sinh cực buồn Nhưng tình thế nguy cấp Hắn cũng không thể đau buồn tổn thức Việc cất bách bây giờ Là nghĩ cách cứu tỷ đệ hai người Tây xương không có cửa sau chỉ có một mặt hướng đông cửa sổ. Nếu như từ cửa sổ leo ra, nhất định sẽ bị mấy người trong chính phòng nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trường Sinh hai tay ôm đầu, vội vàng suy nghĩ. Trước đây hắn mặc dù cùng ba đồ lỗ đám người cùng nhau kề vai chiến đấu, lại cũng chỉ là làm thập di bổ khuyết nhân vật. Hắn dựa vào, đơn giản chỉ là trường tiễn nổ kia. Lúc này ba đồ lỗ đám người đã cùng hắn tẩu tán, không có tiễn nổ hắn căn bản không phải đối thủ của mấy tên ác nhân, đừng nói đối thủ tổng cộng có bốn người, chính là chỉ có tên diềm ép, hắn cũng liền đánh không lại. hạ độc ư? không thể, không nói đến bản thân có thể hay không phối ra độc dược, chính là có thể, thời gian cũng không kịp, huống chi hắn cũng không đến gần được mấy tên ác nhân để thừa cơ hạ độc. ngay tại lúc trường sinh vội vàng suy nghĩ, Bác phòng truyền đến tiếng diềm ép cười, ha ha. Tuy là có gầy Nhưng lại rất trắng nõn Nghe được thanh âm Diêm mép Trường sinh vừa vội vừa tức Hắn không nghĩ ra chút ít đệ tử cái bang Tại sao phải khi dễ đáng thương nạn dân Mấy người này đều có võ nghệ Dù là không trừ bạo giúp kẻ yếu Cũng không nên khi dễ yếu nhỏ Như thế ti tiện hành vi Thật là táng tận thiên lương Không bằng cầm thú Trường sinh mặc dù không biết Diêm mép đó người đang làm gì Nhưng hắn rất rõ ràng Chậm trễ là không thể nếu tiếp tục trì hoãn Điền cô nương tất chịu khổ làm bẩn Danh tiết khó giữ được Tây Sương vốn là phòng bếp của miếu Thành Hoàng Người coi miếu chạy trốn Lưu lại có chút tạp vật Trường sinh vội vàng tìm kiếm Ý đồ tìm được vật có thể dùng Về phần cái gì mới có thể dùng Hắn không biết Duy nhất khả năng cần dùng Chính là một bả dì xét dao làm bếp Tay cầm dao làm bếp Hắn nhiều lần sinh ra ý nghĩ Chạy ra liều mạng nhưng cuối cùng đều bị hắn chế trụ Hắn thân mang trọng trách Không thể chết được Thực tế cái chết của mình Cũng không đem lại bất kỳ giá trị Ngay tại lúc hắn lòng nóng như lửa đốt Lại vô kế khả thi Đột nhiên phát hiện Chỗ điền đại thẩm chảy ra máu Cũng không hướng bốn phía lan tràn Mà chỉ tập trung Ở một phạm vi rất nhỏ Gặp tình hình này Hắn thời gian ngắn nhất Nghĩ đến chính là dưới đất có hầm Hầm lúc này cũng không hiếm thấy Hầu như nhà nhà đều có Đại bộ phận hầm đều dùng để chứa đựng lương thực đồ ăn Cũng có ít hầm là vì chủ nhân ẩn thân tránh họa Nghĩ đến đây hắn vội dùng dao làm bếp gõ vài miếng đất gạch Quả nhiên đất gạch phía dưới là một bản Xốc lên một bản bên trong là chỗ đi xuống thông đạo Trong thông đạo đen kịt một mảnh Có khí ẩm ướt nấm mốc Cũng không biết chỉ là một cái hầm hay còn là địa đạo đi thông nơi khác. Tình huống khẩn cấp, trường sinh bất chấp suy nghĩ nhiều, chạy đến góc tường, đem năm hài kéo vào địa đạo, rồi chạy đến bên cạnh đống lửa, nhặt lên củi bốc cháy, bắt đầu bốn phía phóng hỏa. Hắn chỗ tây xương cùng mặt phía bắc chính phòng là tương liên, xương phòng bốc cháy rất nhanh sẽ lan tới chính phòng. Đây là biện pháp duy nhất để ngăn cản mấy người làm ác. Hắn trước hết đốt chính là cửa sổ. Giấy trên cửa sổ đều là giấy dầu không thấm nước, rất dễ cháy. Cửa sổ giấy bốc lên, rất nhanh đem xong cửa đều đốt. Tối nay có gió, gió trợ thế lửa, hỏa mượn gió uy. Một lát sau, ngọn lửa liền cuốn lên sàng ngang trong phòng. Đợi đến bác phòng mấy người phát hiện, chạy đến xem thì toàn bộ Tây Sương đã bị đại hỏa nuốt hết. Mấy người lúc này đã không thể vào Tây Sương, cũng không thể cứu hỏa, chỉ có thể ở trong nội viện lớn tiếng chỉ bới Khói khí tràn ngập Không thể hô hấp Trường sinh chỉ có thể lui vào địa đạo Lo lắng trên đường mộc bản Bị đại hoài thiêu hủy Hắn liền leo ra Đem vạc nước bên tường đẩy ngã Vạc nước bên trong còn có nửa vạc Có thể đem thấm ướt mặt đất Ngay tại lúc hắn đậy lên mộc bản Ngoài phòng đột nhiên Chuyển đến thanh âm nữ tử Phúc sinh vô lượng thiên tôn Trường sinh, chương 43 Hiện tại gặp nhau Trường sinh có thể nghe được Có người tuyên sướng đạo hiệu Cái bang bốn người tự nhiên cũng có thể Một người trong đó lớn tiếng quát hỏi Người nào? Các người là người nào? Người tới lạnh giọng hỏi ngược lại Lúc này đại hỏa đã nổi lên Khói đặc ào ào Sóng nhiệt cuồn cuộn Trường sinh cố nén nhiệt độ cao Chống đỡ đỉnh mộc bả Nhưng tai lắng nghe Người tới nếu như tuyên sướng đạo hiệu Không thể nghi ngờ là người trong đạo môn Hắn từng nghe lâm đạo trưởng nói qua đạo môn lễ nghi Bình thường đạo nhân tuyên sướng đạo hiệu Chỉ là vô lượng thiên tôn Chỉ có những người vượt qua thiên kiếp Tấn thân tử khí cao công chân nhân Mới có thể tuyên sướng tiền tố phúc sinh Sáu chữ đạo hiệu Người tới tuyên sướng Phúc sinh vô lượng thiên tôn Thuyết minh người này là cao thủ tử khí Vượt qua thiên kiếp Nhưng mà nghe thanh âm của nàng Lại không quá giống bởi vì người này nói chuyện thanh thúy dễ nghe Tuổi tác hẳn là không lớn Lúc này hắn lớn nhất hy vọng Chính là chỗ này mới tên cái bang đệ tử Có mắt không tròng Không hiểu đạo môn quy củ Nói năng vô lễ Dẫn tới người kia ra chiêu động thủ Ồ đạo cô này lớn lên trông cũng đẹp đấy Nghe ra là thanh âm của tên Diêm Ép Nghe được Diêm Ép ngôn ngữ khinh bạc Trường sinh hết sức vui mừng Mấy tên ác nhân quả nhiên có mắt không tròng sợ là cách cái chết không xa trong lòng vừa mới sinh ra hy vọng liền nghe được ngoài phòng chuyển đến vang dội cái tát thanh âm ngay tại lúc hắn coi là nàng kia đã xuất thủ lại nghe được một người khác lớn tiếng răn dậy càn rỡ trần nhân chính là đạo môn cao công pháp sư chính là quốc sắc thiên hương cũng không thể khinh bạc khinh nhờn người này nói xong cái tát thanh âm lại một lần nữa chuyển đến khỏi cần nói chính là người kia lại cho riêng mép một cái ba tai. Nghe được ngoài phòng âm thanh, chứng sinh vừa mới sinh ra hy vọng trong nháy mắt tan vỡ. Trong số những tên ác nhân, có kẻ có kiến thức rộng rãi. Người nói chuyện với đạo môn biết sơ lược, chẳng những biết rõ phúc sinh vô lượng thiên tôn, chỉ có tử khí cao thủ mới có thể tuyên sướng. Còn biết rõ tử khí cao thủ đều là cao công pháp sư. Điều làm hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là người nói chuyện cực giỏi ứng đối. Người này nếu không vượt lên trước trách cứ cùng trừng phạt Diêm Mép thì người tới liền khả năng tự mình động thủ. Nếu là đợi đến người tới động thủ tên Diêm Mép không có khả năng chỉ chịu hai cái tát đơn giản như vậy. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Người coi miếu ở đây đâu? nữ tử lạnh giọng hỏi. Hồi chân nhân tên ác nhân thiện biện mở miệng nói Cái này miếu thành hoàng người coi miếu chính là bỉ nhân nhị thúc tôn trọng quý trước đây phần Dương thành gặp chiến hỏa bỉ nhân trong lòng nhớ mong liền cùng bạn bè kết bạn tới trước không ngờ tới miếu thờ lại bị mấy tên hòa thượng chiếm lấy mấy tên hòa thượng thiên lương mất hết hoàn toàn không tuân thủ thanh quy giới luật cấp đoạt dân nữ giam dâm hại mệnh chúng ta lòng đầy căm phẫn tới động thủ không ai nghĩ tới bọn họ võ công không đủ liền phóng hỏa bỏ trốn lửa này đốt lên quá lớn chúng ta dập tắt lửa không thể chỉ có thể gọi là mắng chút cam phẫn. Đại hỏa bốc lên, than lửa đồm đột rung động. Phía ngoài tiếng nói, trường sinh nghe được liền không rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ nghe được đại khái. Nghe qua lời của ác nhân kia, điền cô nương chắc hẳn đã ngộ hại. Khí nộ nôn nóng, trường sinh liền hô lớn kêu cứu. Không ai nghĩ tới, lúc này khói đặc ào ào. Hắn vừa mới mở miệng, liền hít phải một hơi khói đặc. ho khan liên tục, khó có thể lên tiếng. Vốn tưởng rằng không thể hô hoán Kịch liệt ho khan Có lẽ cũng có thể dẫn tới chú ý của tử khí cao thủ kia Không ngờ ho khan gấp thời điểm Vài miếng ngòi xám Rơi xuống đất vỡ vụn Che lấp đi tiếng ho khan Lúc này thiện biện ác nhân lần nữa lên tiếng Chân nhân Bị nhân nói câu câu là thật Bị hại nữ tử thi thể Cùng những hòa thượng giới đao tăng y Ngay tại bắc phòng Ngài nếu không tin có thể tiến đến xem Nghe được ngôn ngữ người này Trường sinh càng phát ra gấp gáp Người này hoàn toàn là nói bệnh nói bạ Nơi đây nào có cái gì hòa thượng Bác phòng làm gì có giới đao tăng nghi Mà cái này chính là người này chỗ lợi hại Nữ đạo nhân kia không nghi ngờ gì Tuyên sướng đạo hiệu sau đó liền không nói tiếp Mắt thấy nữ đạo nhân Sắp bị cái bang đệ tử lừa gạt mà đi Trường sinh lòng nóng như lửa đốt Nghĩ muốn lớn tiếng hô hoán Rồi lại hụt hơi ho khan Giới tình thế cấp bách cũng bất chấp bên ngoài hỏa diễm trùng trùng, xoay người ôm lấy Nam Hải, xốc lên tấm tre, một đầu vọt qua biển lửa. Cửa phòng đã bị đốt rụi, Trường Sinh ôm Nam Hải trực tiếp vào vào viện. Mặc dù chỉ là nháy mắt thời gian, cũng đã toàn thân bốc cháy, Dấu tóc đều đốt. Nữ đạo nhân kia đang chuẩn bị xoay người rời khỏi, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến âm thanh lạ, nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một cái đại tiểu tử ôm lấy một cái tiểu hài tử ở trong biển lửa phọt ra bởi vì chạy quá mau một cước đạp không ngã xuống bậc thang cặp tình hình này nữ đạo nhân bỗng sinh cảnh giác mấy tên cái bang đệ tử mắt thấy tội ác bại lộ cũng bất chấp đánh giết hai người xoay người phòng tới bắc phòng nghĩ muốn phá cửa sổ chạy trốn trường sinh ngã xuống sau đó vội vàng bò lên vỗ giật tắt lửa bởi vì bị liệt hỏa thiêu cháy ánh mắt của hắn bị tổn thương nhìn đồ vật đã không rõ ràng chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trước mắt lóe qua Lập tức bác phòng liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của mấy tên đệ tử cái bang. Chật vật đem ngọn lửa còn sót lại trên quần áo, chụp diệt về sau. Trường sinh lại đem đứa bé trai hướng đông lôi ra mấy trượng. Cách xa tây xương sắp bị đốt sập. Đợi đến lúc bỏ xuống Nam Hải. Trường sinh ngồi dưới đất, há mồm thở dốc Cùng lúc đó quay đầu nhìn về phía bắc phòng. Chỉ thấy nữ đạo nhân kia đã thu kiếm trở vào bao. Lúc này đang từ bắc phòng cất bước mà ra. Không cần kinh hoàng Kẻ xấu đã đền tội Nữ đạo nhân ôn hòa nói ra Nữ hài kia có thể còn sống Trường sinh vội vàng hỏi Nữ đạo nhân không tiếp lời Chậm rãi hướng hai người đi tới Hai đồng này có bị thương không Thấy nữ đạo nhân không trả lời bản thân vấn đề Trường sinh liền đoán được đáp án Điền cô nương đã ngộ hại Hắn thở dài sau đó Chán nản lắc đầu Hắn không bị thương Chỉ là ngất đi Nữ đạo nhân đi tới phụ cận nhẹ nhàng hỏi Sương phòng còn có người khác hay không? Không còn người sống Trường sinh mắt đau đớn Không ngừng dây lệ Chỉ đưa tay trả lau Bác phòng cô bé kia là tỷ tỷ của hắn Cha mẹ của bọn hắn Bị mấy tên ác nhân giết chết tại Tây Sương Phúc sinh vô lượng thiên tôn Nữ đạo nhân từ bi tuyên sướng Xoa qua hai mắt Trường sinh vẫn cứ thấy không rõ Nữ đạo nhân này hình dạng Chỉ có thể nhìn thấy người này Thân hình cao gầy cầm lấy trường kiếm Bởi vì khoảng cách tương đối gần Còn có thể người thấy mùi Hoa lan hương khí trên người của người này Người là người phương nào? Nữ đạo nhân hỏi Chúng ta là đang trên đường chạy nạn gặp phải Trường sinh nói còn chưa dứt Đột nhiên nghĩ tới một chuyện Vội vàng nhìn quanh tìm kiếm Người đang tìm cái gì? Nữ đạo nhân hỏi Trường sinh không trả lời nữ đạo nhân vấn đề Mà là kinh hoàng bò lên Lại lần nữa phóng vào biển lửa ngươi không muốn sống nữa sao nữ đạo nhân lách mình tiến lên thò tay kéo hắn lại xà nhà đã bị đốt đoạn xương phòng tùy thời có khả năng sụp xuống trường sinh bất chấp liều mạng dễ dụa, hắn y phục trên người vốn bị đại hỏa đốt thành tổ ong đại lực lôi kéo y phục bị xé rách không chờ nữ đạo nhân lại lần nữa ra tay hắn đã vọt vào biển lửa ngay trong nháy mắt trường sinh xông vào biển lửa xà nhà không thể chịu được gánh nặng cả tòa xương phòng ầm ầm sụp đổ Gặp tình hình này, nữ đạo nhân lông mày cao chặt, vội vàng bỏ rơi, vải áo trong tay. Nhưng người đưa tay, xuất ra vô hình linh khí, cách không nắm nâng, đem nóc nhà đã sụp xuống, sinh sôi chống đỡ. Không bao lâu sau, một hỏa nhân từ trong biển lửa lào đảo chạy ra. Đợi trường sinh chạy ra biển lửa, nữ đạo sĩ gấp thu linh khí, phất tay áo hất ngược lại, đem ngọn lửa trên thân hắn toàn bộ dập tắt. Ngươi làm cái gì vậy? nữ đạo nhân lớn tiếng quát lớn trường sinh không trả lời hắn bỏng dị thường nghiêm trọng toàn thân khoan tim kịch liệt đau nhức nhưng điều làm hắn cảm thấy sợ hãi nhất chính là mình nhìn không được nữ đạo nhân thanh âm đang ở trước mắt mà hắn nhìn không thấy đối phương trong cái côn này của ngươi ẩn giấu cái gì nữ đạo nhân hỏi trường sinh không quan tâm an nguy trở lại biển lửa chỉ đem ra một cây gậy bất luận kẻ nào cũng có thể đoán được trong côn ẩn giấu đồ vật nghe được nữ đạo nhân đặt câu hỏi trường sinh không tiếp lời hắn biết rõ nữ đạo nhân không phải người xấu nhưng hắn không biết làm sao cùng nàng giảm thuyết đúng lúc này nam hải thức tỉnh khóc hô cha mẹ tê tâm liệt phế nữ đạo nhân sinh ra chắc ẩn ngồi sổm người xuống ôn nhu trấn an kỳ thực trường sinh là không nhìn thấy nữ đạo nhân đang làm gì hắn là căn cứ thanh âm của nữ đạo nhân phát ra phương vị phỏng đoán rằng nàng đã ngồi xuống nam hải khóc hết cha mẹ lại bắt đầu kêu gọi tỷ tỷ. Hắn cũng không biết mình tỷ tỷ đã chết. Mặc dù trước đó bụng ăn không no, ít nhất một nhà vẫn còn cùng một chỗ. Không ai nghĩ chỉ trong chốc lát, hắn liền biến thành cô nhi. Nam Hài thương tâm quá độ, khóc một hồi, lại lần nữa đứt hơi té xỉu. Nữ đạo nhân đem người kia thu xếp ổn thỏa, rồi quay đầu, nhìn về phía Trường Sinh. Các ngươi là từ trên đường quen biết hay sao? Trường Sinh lần này muốn nói chuyện, nhưng khói đặc hỏa khí đã tổn thương đến phổi. Trong miệng kịch liệt đau nhức khoan tim, chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Nữ đạo nhân từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ, nhét vào trường sinh trong tay. Người bỏng nghiêm trọng, ta chỗ này có một ít kim sang dược, có thể giảm bớt ngươi đau đớn. Trường sinh nhìn không thấy, phát giác được nữ đạo nhân hướng trong tay mình đút đồ vật, vội vàng đẩy đưa về, cũng không cầm lấy. Người yên tâm, ta sẽ không cấp đồ vật của ngươi nữ đạo nhân ôn hòa nói ra ta biết rõ trường sinh cố nén ngược phổi đau đớn nỗ lực lên tiếng hai nữ đạo nhân thở dài lắc đầu hài đồng này mất thân nhân bơ vơ không nơi nương tựa cả phải ta cũng là duyên pháp của hắn ta liền đem hắn mang đi đa tạ trường sinh đưa tay chắp lễ ngươi có tính toán gì không nữ đạo nhân hỏi trường sinh lắc đầu Nữ đạo nhân mặc dù không biết trường sinh Vì cái gì liều tính mạng Cũng phải trở về tìm côn Lại kính trọng Hắn dù béo nước gặp nhau Nhưng vẫn cứu hai đồng Trầm ngâm sau đó Lấy ra khối bạc vụn Nhét vào trong tay hắn Ba lượng bạc này Người thu lấy Một chút thức ăn Trường sinh vốn định chúa tử Nữ đạo nhân kia đã xoay người dưới đi Không bao lâu sau Bác phòng liền chuyển đến tiếng tụng kinh thanh âm Trường sinh trước từng nghe qua Lâm Đạo Trưởng tại Dược Vương trong mộ tụng kinh. Mặc dù không nghe được rõ ràng, nhưng cũng nhờ kỹ mấy câu. Lần này nghe được nữ đạo nhân kia tụng kinh, mơ hồ có thể cảm giác được hai người niệm tụng là cùng một loại kinh văn, chắc là siêu độ vong nhân kinh văn. Đợi đến lúc tụng xong kinh văn, nữ đạo nhân đem bác phòng, cũng đốt, rồi trở lại trong nội viện ôm lấy nam hài. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, người nhiều bảo trọng. Mắt thấy nữ đạo nhân muốn đi Trường sinh vội vàng hỏi Xin hỏi chân nhân Tôn tính đại danh Ta họ trương Nữ đạo nhân thuận miệng nói ra Xin hỏi ngài là nơi nào đạo nhân Trường sinh truy vấn Trường sinh hỏi thăm đối phương lan lịch Là muốn xác định đây có phải hay không Là các tạo sơn đạo nhân Thế nhưng nữ đạo nhân đã hiểu lầm Chờ hắn lại lần nữa truy vấn Đã không nghe thấy trả lời Hẳn là đã đi Lúc này bác phòng đã dấy lên đại hỏa Trường sinh dùng cây ngô đồng kia làm quả trượng, gõ giò đường, mò mẫm đi ra khỏi miếu thành hoàng. Trường sinh chương 44 Cất bước khó khăn Miếu Thành Hoàng phía đông không xa chính là rừng cây. Trường sinh một bên lau nước mắt, một bên mỏ mẫm hướng rừng cây đi đến. Ánh mắt của hắn bị khói khí nghiêm trọng hôn thương, khống chế không nổi rơi lệ. Hắn sợ dĩ rơi lệ cũng không hoàn toàn bởi vì mắt bị thương. Điền lõ hắn một nhà, cùng hắn sớm chiều ở chung được mấy ngày, lúc này thảm chết trước mặt hắn. Hắn không kìm nén được trong lòng bi thương, nhất là điền ra cô nương, đáng thương. Rất rõ ràng là thích hắn Trước đây mấy ngày Sở dĩ không cố ý bôi hắc hơn mặt Cũng là hy vọng có thể cho mình Thoạt nhìn tới cũng không đen Không xấu như vậy Bởi vậy làm cho hắn hồi tâm chuyển ý Liền một cái nữ tử đáng thương như vậy Trước khi chết Cũng không thể bảo toàn trong sạch Mò mẫm đi đến bên cạnh rừng cây Trường sinh dựa vào một cây đại thụ Ngồi xuống Hắn biết rõ mình bị thương nghiêm trọng Toàn thân kịch liệt đau nhức Khó nhịn Đưa tay sờ đầu sờ đến không phải là tóc trên đầu mà là đầy vết bỏng rộp lớn nhỏ. Sờ đến cánh tay ngược bụng cũng đều như vậy, toàn là bỏng rộp. Nữ đạo nhân hảo tâm kia lúc gần đi đã từng lưu lại một bình kim sang dược. Kim sang dược có thể uống thuốc cũng có thể thoa ngoài da. Trường sinh không thể thấy vật, không cách nào thoa ngoài da. Chỉ có thể mò mẫm, nhổ nút đậy đem dược phấn bên trong bình xứ, rót vào trong miệng. Dược phấn bên trong bình xứ có mùi đậm đặc gây mũi, còn chưa kịp nuốt xuống liền bị sặc kịch liệt ho khan. Vừa mới rót vào trong miệng, dược phấn toàn bộ từ trong miệng phun ra. Ngoài thương tiếc, trường sinh lại nghĩ tới đan dược trong nhánh cây. Trong tay hắn cây ngô đồng, trừ quả hồi thiên kim đan còn có ba mai đan dược, phân biệt là giải độc đan, chữa thương đan, hồi thiên đan. Hắn lúc này loại tình huống này. Quả triệu thương đan không thể nghi ngờ là đúng bệnh Suy nghĩ thật lâu Trường sinh cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này Hắn sở dĩ bỏ đi ý niệm này Cũng không phải là lo lắng ăn sai Hắn nhớ rõ mấy mai đan dược nhét vào trình tự triệu thương đan dược ngay ở phía ngoài cùng Dù lúc này mắt không nhìn thấy Cũng không thể uống nhầm Hàng không ăn Chỉ là bởi vì không bỏ được Từ đây đi cát tạo sơn Ngã rẽ đi vòng Ngàn dặm xa xôi Hắn không biết sau này mình còn gặp được nguy nan gì, nhưng mà có nuốt hay không viên chữa thương đan dược kia, cuối cùng còn phải xem ánh mắt của hắn có thể hay không miễn cưỡng thấy vật. Lúc này hắn đang không ngừng rơi lệ, hắn đọc thuộc lòng Thiên Kim Dực Phương, biết rõ rơi lệ là mắt đang thử nghiệm tự mình chữa trị. Nếu như đến ngày mai còn không thấy rõ đồ vật, vậy chỉ còn có thể ăn vào chữa thương đan dược. Nếu như đến ngày mai hắn vẫn không thấy rõ đồ vật Vậy cũng chỉ có thể ăn vào viên tan dược chữa thương kia. Toàn thân bỏng rộp, đau đớn là có thể nghĩ, chính là đau da đầu run lên, hắn cũng không dám đưa tay đụng vào, đụng vào liền đau hơn. Hắn bình sinh lần đầu cảm nhận được đau nhức, cùng đau là có khác biệt. Đau nhức so với đau càng kịch liệt, càng làm cho người ta không thể chịu đựng, mà đau chỉ làm cho người khác khó chịu, mà đau nhức có thể làm cho da đầu người ta run lên. Hắc Tâm muốn nói, dù là khoan tim kịch liệt đau nhức cũng chỉ có thể kiên trì chịu đựng bếp bát nhất chính là phổi của hắn trước đó đã bị hỏa khí sặc đến hô hấp đều đau nhức liền kêu đau cũng không thể đã nhà rột lại suốt đêm mưa thuyền chậm lại gặp gió ngược bởi vì đã là đầu hạ thời tiết trong núi bắt đầu xuất hiện mũi mũi cũng sẽ không bởi vì hắn có thương tích trên người mà buông tha cho hắn ở thời điểm ngồi xuống không lâu liền đổ ập nhào xuống mỗi tuy nhỏ nhưng số lượng càng nhiều cũng rất đáng sợ chúng nó có thể chích chết người trường sinh bất đắc dĩ chỉ có thể nỗ lực đứng dậy dựa vào ký ức dùng nhánh cây giò đường đi hướng tường thành nơi xa không biết đi được bao lâu trường sinh mơ hồ thấy được chỗ cao có hơi yếu ánh sáng ánh sáng kia không thể nghi ngờ là trên tường thành đuốc nhìn thấy ánh sáng trường sinh yên lòng có thể chứng kiến ánh sáng đã nói lên bản thân không ngủ ngủ lấy một đêm Ngày mai còn có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp Đụng vào tường thành lạnh như băng Trường sinh đã hết hơi hết sức Dựa tường ngồi xuống lập tức té xỉu Hôn mê chậm lại đau đớn của trường sinh Nhưng hắn cũng không có khả năng một mực hôn mê Sớm muộn là muốn tỉnh Mà là hắn từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh Trong lúc ngủ mơ hắn lại trở về vương giang thôn Lão Hoàng còn chưa tắt thở Những thôn dân kia tụ họp ôm củi Muốn đốt chết lão hoàng Hắn tức giận công tâm Xông vào đống lửa Vỗ dập tắt lửa Đau nhức tỉnh mở mắt Cái này mới phát hiện chỉ là giấc mộng Bản thân cũng không tại vương gia thôn Mà là tại dưới tường thành Lúc này mặt trời đã lên cao Cổng thành cũng đã mở ra Mặc dù mắt vẫn đau đớn khó chịu Thấy Phật cũng có chút ít mơ hồ Trường sinh liền biết rõ Quả chữa thương đan dược là tiết kiệm được Chỉ cần thấy được Hắn liền có thể nhận ra thảo dược Tự mình cứu chữa Hắn không thấy trên đầu mình thương thế Chỉ có thể cúi đầu Nhìn về phía tay chân cùng cánh tay Toàn bộ là vết bỏng lớn sáng loáng Đưa tay sờ lên trên mặt Chỗ nào cũng có Quay đầu nhìn về phía thành đông Miếu thành hoàng Lúc này đã thành một mảnh gạch vỡ tường đổ Cho tàn còn chưa hoàn toàn dập tắt Còn có một chút khói đang phiêu tán Ngồi yên một lát Trường sinh thẳng thân đứng dậy Chống đỡ lên căn cây ngô đồng Đi hướng cổng thành Nơi đây vừa mới phát sinh qua chiến loạn Giống như loại Quần áo không che đủ thân như hắn Trên người có thương nạn dân cũng không ít thấy Vì vậy sự xuất hiện của hắn Cũng không dẫn tới người qua đường vây xem Binh lính ở nơi cổng thành Cũng không ngăn trở hắn Tùy tiện để hắn xuyên qua cổng thành Đi vào trong thành Hắn là chỉ từ phần dương thành đi ngang qua Vô tâm trong thành dừng lại Sau khi vào thành Liền tìm người qua đường hỏi thăm xác định một đường hướng Tây có thể đi đến Du Châu, trực tiếp thẳng từ chủ lộ đi tới hướng Tây. Hai bên đường có nhiều tiểu thương, trong loạn thế đắt tiền nhất chính là no bụng chi vật. Hai lượng bánh liền một văn tiền đồng, trường sinh trên thân có mang tiền đồng, liền mua lấy hai cái bánh cất vào trong ngực. Đậu hũ không chịu nổi đói, một văn tiền đồng có thể mua đến một miếng đậu hũ lớn nhỏ bằng bàn tay. Trường sinh vừa mua đậu hũ liền đứng ở quầy hàng bên cạnh ăn luôn hắn mua đậu hũ không phải thèm ăn mà là đậu hũ có thể thanh nhiệt ích khí Trên người hắn hỏa khí quá nặng ăn chút ít đậu hũ có thể khoan chung thanh phế chủ hoán thấy hắn chật vật có nhiều đồng tình lại đưa chén đậu tương cho hắn trường sinh nói lời cảm tạ sau đó tiếp nhận uống sau nửa canh giờ trường sinh rời khỏi thành trì trừ hai cái bánh hắn còn mua thêm nửa cái vò gốm cùng nửa bình muối ăn ngoài ra còn dùng một đồng tiền từ trong tay thợ săn mua lấy hai con trồn bị kẹp chết. Trồn từ xưa nên bị thế nhân coi là không lành chi vật. Có rất ít người dám ăn. Trường sinh sở dĩ muốn mua nó không phải ý đồ tiện nghi, mà là hắn cần nấu dầu làm thuốc. Hắn mỏng quá nghiêm trọng, nhất định cần phải xoa thuốc. Tốt nhất không thể nghi ngờ chính là dầu trồn lửng. Nhưng lửng không dễ bắt, chỉ có thể tìm kiếm thay thế chi vật. Lửng mặc dù được xưng là lửng, cùng chó lại không có chút nào quan hệ ngược lại cùng chồn là có họ hàng gần vì vậy mỡ chồn cũng có sinh cơ giảm đau trị liệu bị phòng hiệu quả ra khỏi thành rồi hướng tây đi năm dặm sau đó liền gặp phải sông nhỏ trường sinh đi đến bờ sông đối với nước chiếu rọi quả nhiên đầu tóc một căn đều không còn lại trực tiếp bị đốt thành hòa thượng hòa thượng lại còn không phải là tốt hòa thượng một đầu bỏng rộp toàn bộ giống như chọc đầu tăng nhân Nước sông tháng 5 tháng 6 vẫn còn rất lạnh Nhưng trường sinh bất chấp nhiều như vậy Hắn hướng thượng du đi ra hai dặm Đi tới chỗ không người Liền cởi ra y phục bị đốt thành tổ ong Trực tiếp xuyên vào trong nước Nước sông lạnh buốt Toàn thân nóng rực tức thì tiêu giảm Bỏng rộp nhất định cần phải chọc phá Nhưng một khi chọc phá bỏng rộp Lại không thể dính nước Bất đắc sĩ trường sinh chỉ có thể nén đau đớn Nhẹ răng há miệng tẩy lau Trên người dơ bẩn Cũng không biết là còn rét hay là đau Thỉnh thoảng run dẩy phát run Hàm răng run lên Tẩy đi trên thân dơ bẩn Trường sinh từ trong sông nước đi ra Nghĩ muốn đem hai con trồn lột ra Đến lúc này mới nhớ Đao bộ củi ngày hôm qua đã thất lạc Cũng may bờ sông có vỏ sò liền dùng vỏ sò để thay thế Nấu lên trồn Hắn lại từ bên cạnh bờ cây hòe Hái ra vài lá cây hòe Đưa vào vỏ gốm Lá cây hòe mặc dù có thể tùy ý thấy được nhưng lại là thật tốt thảo dược, có thể thanh can tả hỏa, lương huyết giải độc. Lúc này, chính là kim ngân hoa nở hoa thời kỳ. Kim ngân hoa, thanh phế khứ nhiệt có phần hiệu quả. Hắn vốn muốn tìm kim ngân hoa nhưng không tìm được. Cuối cùng chỉ có thể kéo một bó hoa cỏ trở về. Thứ này thanh nhiệt, lương huyết hiệu lực bình thường. Đuổi mỗi cũng là dùng tốt. Trồn cái đầu nhỏ, lớn nhất cũng chỉ khoảng 2 cân rất tốt đun nhừ. Một canh giờ sau, liền xương xốp giòn, thịt nát. Trường sinh đem vào gốm bưng đến bờ sông, mượn nước sông làm lạnh. Cuối cùng, được một chút mỡ, đem ngưng kết mỡ lấy ra sau đó, còn lại toàn bộ vớt sạch. Thứ này một cỗ mùi khai, ăn không được. Kế tiếp nên chọc vết bỏng. Vết bỏng rộp cùng phòng rộp bị mài đi là không giống nhau. Bỏng rộp càng đau, nhưng đau cũng phải chọc không như thế, thương thế sẽ chuyển biến xấu. chọc một cái liền khẽ run rẩy, cũng không biết là run rẩy nhiều hay ít. cuối cùng toàn bộ chọc phá, liền đỉnh đầu bỏng rộp cũng phải chọc phá, cũng không có biện pháp từng cái bôi thuốc. hắn chỉ có thể đem mỡ bôi lên toàn thân. vật này rất thích hợp, bôi lên sau có chút nhẹ nhàng, khoan khoái. đau đớn cũng có giảm bớt. chỗ không được là mùi gai mũi, mùi khai quá nặng. sau khi bôi dược. Trường sinh lại lần nữa lên đường. Y phục tắm rửa của hắn trước đây đã đổi lấy củi cùng đao bổ củi của tiểu phu, trên thân chỉ còn một bộ y phục. Hôm qua mấy lần ra vào biệt lửa, lúc này đã bị đốt thành tổ ong, dù vậy trước mắt cũng chỉ có thể chịu đựng mặc vào. Lần nữa lên đường, đau đớn liền giảm bớt nhiều. Chỉ là mắt bị hun xấu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phục hồi như cũ gió núi thổi qua trung quy vẫn khiến hắn rơi lệ hướng tây đi trên đường cũng có nạn dân chạy nạn có vết xe đổ trường sinh cũng không dám cùng bọn họ kết bạn đồng hành nếu như không thể bảo vệ được bọn họ cũng chỉ có thể xa cách bọn họ hắn lúc này đã tiến nhập vào lý khắc dụng phạm vi thế lực dọc đường thỉnh thoảng có thể chứng kiến phía đông đoàn xe hắn trước đây đi ngang qua phần dương là chiến tranh tuyến đầu cái này chút ít đoàn xe chắc là hướng chỗ đó vận chuyển lương thảo tiếp tế. Bởi vì Lý Tuần Hiếu quân đội là một đường từ phía Tây đánh tới, càng đi hướng Tây, cảnh tượng càng thê thảm, ruộng đồng hoang phế, 10 căn phòng thì 9 căn không có người. Từ buổi sáng giờ tị đi đến trạng vạng tối giờ dậu liền chưa thấy qua một chỗ hoàn chỉnh thôn xóm. Bên đường hoang vu mộ phần, so với trên đường người sống còn nhiều hơn. Mắt nhìn thấy trời lập tức liền muốn đen, Trường sinh bắt đầu phát sầu tá túc Cũng may đi không bao xa Liền chứng kiến phía trước có chỗ thôn trấn Cách chỗ này khoảng 2-3 dặm Bước nhanh đi đến đầu trấn Trường sinh ngừng lại Nơi này thôn trấn phòng ốc Đại bộ phận đều là hoàn chỉnh Nhưng trên đường vậy mà một người đi đường cũng không có Màn đêm phía dưới một mảnh tịch mịch Quỷ dị âm trầm Trường sinh sống một mình nhiều năm Cũng không nhát gan Nhưng trước mắt nơi này bỏ hoang thôn trấn Lại khiến cho hắn có chút hoảng hốt Cùng sợ hãi Hai bên đường phòng ốc cũng không chịu cảnh đốt hủy Nhưng cửa phòng đều mở ra Rất hiển nhiên chỗ này Rất hiển nhiên Người ở chỗ này trước đây đã rời khỏi Ngay tại lúc trường sinh ngừng chân Đầu phố trần trừ tiến thối Đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa Trong sân một tòa nhà Tự hồ có ánh lửa chấp động Nhìn thấy ánh lửa Trường sinh an tâm không ít Cất bước vào trấn Hướng về phía ánh lửa viện lạc đi đến